Con 8 tuổi con học lớp 3, cũng ở nhà sắp đi. Tên game của con là Miss, nghĩa là mê cung. Ý tưởng của bọn con là tạo một game mê cung có 4 mạng chơi. Con muốn mũi tên lên sang trái các bạn. Con làm được trò chơi này nhờ vào game mê cung mình đã chơi. Hướng dẫn, không được chạm vào tường đỏ. Nó di chuyển nhanh, nhưng chạm vào chìa khóa bị tường sẽ mở. Cảm ơn các bạn, rồi chúng ta chọn chơi lên. Con có thể nói cho thầy là cách điều khiển thế nào một lần nữa được không? Nào rồi con. Con chơi phải vào trái đất. Phải đến dưới trái đất, rồi được không? Cho thầy hỏi là mình có bao nhiêu màn chơi đây? Mình có 4 màn chơi ạ. 4 màn chơi. Đây mình có 2 nhân vật ạ? Trang Thị Lan. Đây là màn chơi thứ mấy hả? Màn chơi thứ 2 ạ. Rồi. À đây rồi, sang màn thứ mấy rồi? Đây sang màn thứ 3. Màn thứ 3 mình sẽ hiểu. Nếu chạm vào chìa khóa thì sẽ mở ạ. Mở cái gì? Thầy mở đường. Đâu chỉ cho thầy đường xem nào. Mở đây. Mở đường. À, mở cửa, mở cửa. Thầy hiểu, mở cửa. Mở cửa thì rồi, tiếp tục nào. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe con.